Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn mỗi ngày. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với nội dung chi tiết. Sáng ngày 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dành thời gian để đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra những đối đáp với các quan điểm bào chữa, tự bào chữa của các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trong vụ đại án chuyến bay giải cứu, các bị cáo khai rằng nếu không đi quan hệ, gặp cô Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan xin và đưa quà tiền thì chắc chắn không được duyệt cho bay. Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan bị Viện Kiểm sát đề nghị 18 đến 19 năm tù về tội nhận hối lộ. Bà bị xác định nhận hối lộ 32 lần, tổng cộng 25 tỷ đồng. Nhiều thứ ba trong 21 cựu quan chức bộ ngành địa phương bị xét xử cùng tội danh. Bà Lan cùng các bị cáo thuộc Cục lãnh sự bị cho là tạo thành nhóm lợi ích, gây khó khăn nhũng nhiễu, không minh bạch, buộc doanh nghiệp chi tiền để được giải quyết thủ tục. Với doanh nghiệp chưa thỏa thuận đưa hối lộ, họ sẽ gây khó dễ dưới nhiều hình thức. Tại tòa, các luật sư và bị cáo cho rằng quá trình cấp phép các chuyến bay giải cứu không gây khó khăn, sách nhiễu cho doanh nghiệp, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, có trách nhiệm với công tác bảo hộ công dân. Không xin, không đưa tiền thì chắc chắn không được duyệt. Đối đáp lại quan điểm trên, đại diện Viện Kiểm sát trích dẫn lại một số lời khai của các bị cáo là lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức chuyến bay. Theo kiểm sát viên, bị cáo Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty An Bình khai, việc doanh nghiệp đăng ký tham gia thực hiện chuyến bay và được phê duyệt chuyến bay không dựa vào điều kiện, tiêu chí và quy định nào. Cụ thể, để được xét duyệt chuyến bay, doanh nghiệp có năng lực, uy tín thì chưa đủ mà phải nhờ vào mối quan hệ hoặc trực tiếp đi quan hệ với các cá nhân có thẩm quyền quyết định thực hiện chuyến bay. Kiểm sát viên dẫn lại lời khai của bị cáo Mơ. Nếu không gặp chị Lan, tức bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, để xin chuyến bay và cảm ơn quà tiền cho chị Lan, thì công ty của tôi chắc chắn không được duyệt cấp phép các chuyến bay. Tại thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp tham gia thực hiện chuyến bay đều thông qua các mối quan hệ để được gặp chị Lan. Chị Lan đồng ý nhận lời, nhận quà thì chắc chắn được duyệt. Công ty An Bình được duyệt nhiều hơn là do tôi có mối quan hệ thân thiết với chị Lan từ trước và cũng thường xuyên gặp gỡ, quan tâm và cảm ơn chú đáo. Tiếp đến, lời khai của bị cáo Tào Đức Hiệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Dịch vụ Công đoàn Đường sắt. Theo kiểm sát viên, bị cáo Hiệp khai quá trình tổ chức thực hiện chuyến bay combo, công ty mình thực hiện 3 chuyến. Chuyến đầu tiên do công ty không được tạo điều kiện của Cục lãnh sự nên gặp rất nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian xin các văn bản từ Cục lãnh sự. Cục này ra thông báo rất sát ngày bay, không kịp thông tin đến khách hàng để họ chuẩn bị nên bán được rất ít vé, lỗ 1,7 tỷ đồng. Bị cáo Vũ Minh Thắng, Giám đốc Công ty Đầu tư và Thương mại Thuận An, khai rằng đã nhiều lần gửi hồ sơ lên Cục lãnh sự để xin cấp phép chuyến bay từ đầu năm 2021, mỗi tháng một lần nhưng đều không được trả lời. Kiểm sát viên dẫn chứng lời khai của ông Thắng. Tháng 7 năm 2021, trong một lần tình cờ gặp Lan đi ăn cùng bạn, tôi nhờ tạo điều kiện cấp phép chuyến bay cho công ty mình. Tháng 9 năm 2021, tôi tiếp tục nhờ và từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, công ty tôi được cấp phép 6 chuyến bay nên tháng 10 năm 2021 tôi đưa Lan 300 triệu đồng. Tháng 11 năm 2021, tôi tiếp tục đưa 300 triệu đồng. Tại phiên tòa chuyến bay giải cứu, bị cáo Lan cũng thừa nhận đã nhận số tiền này của ông Thắng. Theo kiểm sát viên, lời khai của đại diện một số doanh nghiệp khác cũng khai tương tự. Theo Viện Kiểm sát, qua nghiên cứu hồ sơ, chuyến bay của một số doanh nghiệp, nhiều công văn cấp phép chuyến bay của Cục lãnh sự phát hành sát ngày bay, cách ngày bay chỉ 1-2 ngày, thậm chí có chuyến cấp cùng ngày bay. Đáng chú ý, còn có trường hợp chuyến bay của doanh nghiệp đề nghị đã có văn bản đồng ý cấp phép của 4 bộ, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng. Trước đó rất lâu nhưng Cục lãnh sự lại trì hoãn việc cấp phép, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Kiểm sát viên dẫn chứng, tại công văn số 173 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Cục lãnh sự cấp phép cho công ty cổ phần Visa Sun, chuyến bay ngày 13 tháng 1 năm 2022 đưa 275 người từ Úc về. Trong công văn thể hiện 4 bộ đã đồng ý từ tháng 11 và tháng 12 năm 2021, nhưng hơn một tháng sau, Cục lãnh sự mới có văn bản cấp phép, sát ngày bay chỉ 2 ngày. Thứ hai, trong công văn số 4857 ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Cục lãnh sự, cấp phép cho doanh nghiệp cổ phần du lịch Việt Nam Hà Nội bay ngày 18 tháng 11 năm 2021 đưa 290 công dân từ Malaysia về nước, Cục lãnh sự cấp phép cùng ngày bay. Thứ ba, trong công văn số 3505 ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Cục lãnh sự, cấp phép cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cung ứng nguồn nhân lực và Thương mại Quốc tế Sao Việt chuyến bay ngày 19 tháng 9 năm 2021 đưa 203 người từ Đài Loan về nước. 4 bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đồng ý từ tháng 6 năm 2021, nhưng gần 3 tháng sau, Cục lãnh sự mới có văn bản cấp phép cho bay. Tiếp tục trình bày quan điểm đối đáp, kiểm sát viên khẳng định, đại dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều nước trên thế giới, người dân hàng ngày, hàng giờ mong mỏi được về nước, nhưng Cục lãnh sự không cấp phép chuyến bay kịp thời để đưa nhân dân về. Từ những dẫn chứng trên, kiểm sát viên đưa ra nhận định, mặc dù các cán bộ tại Cục lãnh sự không yêu cầu, đòi hỏi thỏa thuận, đặt giá với doanh nghiệp. Nhưng việc gây khó khăn như trên đã khiến đại diện các doanh nghiệp phải tìm mối liên hệ nhờ tác động và đưa tiền thì mới được cấp phép chuyến bay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi đưa hối lộ của các bị cáo tại phiên tòa này. Bên cạnh đó, việc các bị cáo đưa nhận hối lộ đều là người có đủ khả năng chịu trách nhiệm hình sự, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Biết rõ hành vi đưa nhận hối lộ là vi phạm pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng vì mong muốn đạt được mục đích của mình nên đã thực hiện hành vi phạm tội là cố ý chứ không phải vô ý như một số luật sư đã nói. Hành vi của các bị cáo nhận hối lộ đã gián tiếp buộc các doanh nghiệp đưa hối lộ phải nâng giá vé máy bay. Người chịu thiệt thòi ở đây là công dân Việt Nam ở nước ngoài đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát và mong muốn về nước. Trong khi Đảng, Nhà nước quyết liệt chỉ đạo các cơ quan tìm mọi cách để đưa công dân về nước tránh dịch với phương châm không bỏ ai ở lại phía sau, thì các bị cáo đã trục lợi chính sách đúng đắn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, tạo ra cơ chế xin cho, tạo ra liên minh lợi ích để kiếm tiền trong sự khó khăn, cùng cực của người dân. Đây là hình thức tham nhũng rất nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu và làm mất niềm tin trong quần chúng nhân dân trong và ngoài nước. Do đó, hành vi phạm tội của các bị cáo phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ như cáo trạng của Viện Kiểm sát quy kết là có căn cứ, đúng pháp luật. Có quan điểm của một số luật sư cho rằng, cáo trạng của Viện Kiểm sát áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên, lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội là không đúng, đề nghị bỏ ý kiến này. Đại diện Viện Kiểm sát thấy rằng, về tình tiết phạm tội 2 lần trở lên trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ là căn cứ và giá trị số tiền đưa, nhận hối lộ. Về tình tiết lợi dụng dịch bệnh để phạm tội, theo đại diện Viện Kiểm sát, vụ án này xảy ra trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát dữ dội trong và ngoài nước. Đây là đại dịch chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020 đến khoảng giữa năm 2021, Chính phủ chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Việc tổ chức được giao cho Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác 5 bộ, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công an, Y tế và Quốc phòng. Bộ Ngoại giao đề xuất Chính phủ phê duyệt 372 chuyến bay combo. Để có chi phí bôi trơn khi thực hiện các chuyến bay, nhóm 20 doanh nghiệp với hơn 100 pháp nhân phải nâng giá vé, vẽ thêm nhiều chi phí phát sinh với đồng bào hồi hương giữa đại dịch.